chưa có gì đại hội. Và bây giờ chương trình thi năm người cao tuổi hôm nay chính thức được bắt đầu. Ban tổ chức xin giới thiệu diễn viên Nguyễn Thị Nguyễn là hạt nhân văn nghệ xuất sắc của chi hội người cao tuổi Quan Phúc, hội người cao tuổi xã Trung Quốc, nên dẫn dắt chương trình thi năm văn nghệ người cao tuổi hôm nay. Xin kính mời diễn viên và tôi xin đề nghị chúng ta hãy mở một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ đầu tiên cho người dẫn chương trình thi năm văn nghệ này. Kính thưa quý vị đại biểu cùng quý vị khán giả, tôi người dẫn chương trình buổi liên hoan văn nghệ hội người cao tuổi cụm 2 huyện Ninh Giang năm 2018 xin được gửi tới quý vị đại biểu cùng quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Hôm nay ban đại diện hội người cao tuổi huyện và lãnh đạo trung tâm văn hóa thể thao huyện Ninh Giang phối hợp tổ chức liên hoan văn nghệ người cao tuổi cụm 2 huyện Ninh Giang năm 2018. Thay mặt ban tổ chức liên hoan, tôi xin trân trọng giới thiệu về dự khai mạc liên hoan hôm nay ở huyện có ông Nguyễn Thị Nguyễn, phó trưởng ban đại diện của người cao tuổi huyện, trưởng ban tổ chức liên hoan văn nghệ, bà Đào Thị Mai, cán bộ trung tâm văn hóa thể thao huyện. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu về dự khai mạc liên hoan hôm nay ở các cơ sở gồm có ban lãnh đạo đảng ủy, đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc cùng các đại biểu ban ngành của 7 đơn vị dự liên hoan hôm nay đã đến dự động viên cổ vũ cho phong trào người cao tuổi. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu các ông bà trong ban chấp hành hội người cao tuổi của bản xã, ban chấp hành hội người cao tuổi của các chi trong bản xã đã đến dự và động viên cổ vũ cho đơn vị mình và cho cả buổi liên hoan hôm nay. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Nó có trang pháo tay, cổ vũ cho các mục.
đầu tiên. Thank you.
không bao giờ tâm đạo tin là tổ quốc đã vươn leo lưng côi với tổ phương đổi thay muốn sớm muốn chiều khi gửi tới đảo xa tóc vàng như lương ngân nga thank you.
mời quý vị đón nghe giọng hát trữ tình do diễn viên Đồng Thị Sáu thể hiện, nhạc phẩm Tiếng Hát Trên Rừng Bắc Bộ, sáng tác Huy Du. Mời bạn về thăm di tích lịch sử Bình Dương.